Xin chào tất cả các em 2K5. Như các em đã biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học ngày càng có nhiều biến động, đặc biệt là với việc nở rộ kỳ thi tuyển sinh, xét tuyển riêng của nhiều trường đại học đứng top. Vậy nên việc thành bại tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học được quyết định bởi chiến lược học tập dài kỳ của 2K5. Của trường kỳ học tập cần được lên lộ trình rõ ràng với những mốc thời gian cụ thể và mục tiêu phương pháp học chi tiết. Vậy làm thế nào để có một lộ trình luyện thi thông minh và hiệu quả? Ngay bây giờ, tuyển sinh 247 sẽ giới thiệu đến các em lộ trình săn, lộ trình 3 bước giúp hàng nghìn sĩ tử đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đỗ đại học theo đúng mục tiêu, trở thành thủ khoa á khoa dẫn đại học hàng đầu Việt Nam. Lộ trình săn giai đoạn 1, luyện thi chuyên sâu. Với mục tiêu giúp các em nắm chắc toàn bộ kiến thức từ cơ bản tới nâng cao, có khả năng xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học 2023. 2K5 sẽ ôn luyện toàn diện kiến thức theo từng chuyên đề, đảm bảo học tới đâu chắc tới đó. Phần bài tập được phân loại theo từng mức độ từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng đến vận dụng cao. Nội dung kiến thức và bài tập trong chuyên đề đảm bảo bám sát định hướng ra đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lộ trình săn giai đoạn 2, luyện đề đủ dạng. Với mục tiêu các em sẽ được trang bị phương pháp, kỹ năng để tự tin thâu tóm và xử lý nhanh mọi dạng bài từ khó đến cực khó có khả năng xuất hiện trong đề thi. Khóa học bao gồm video chữa đề thi chi tiết. Đề thi trong khóa học được biên soạn từ giáo viên tuyển sinh 247.com và đề thi thử của các sở giáo dục luôn được cập nhật nhanh nhất, đảm bảo bám sát định hướng ra đề năm 2023. Lộ trình săn giai đoạn 3, tổng ôn kiến thức. Với mục tiêu giúp các em hệ thống toàn bộ kiến thức và phương pháp làm bài để tối ưu hóa điểm số trong thời gian ngắn gần kỳ thi, khóa học hệ thống hóa kiến thức một cách cô đọng và bám sát với cấu trúc đề thi trung học phổ thông 2023. Các bài giảng được giảng dạy bằng phương pháp sơ đồ tư duy, hệ thống giúp học sinh nhớ kiến thức và bí kíp giải nhanh mọi dạng bài một cách thần tốc trước thời gian thi. Bên cạnh đó, hệ thống học online tại tuyển sinh 247 hỗ trợ giúp học sinh học luyện thi trung học phổ thông và đại học hiệu quả nhất với hỏi đáp trực tiếp với giáo viên hỗ trợ và nhận được giải đáp trong vòng 30 phút. Hệ thống thi online giúp học sinh luyện tập kỹ năng giải đề, tâm lý và quản trị thời gian trong phòng thi. Hệ thống tài liệu chi tiết sau mỗi bài giảng bao gồm tổng hợp kiến thức, bài tập và lời giải chi tiết. Học tập với đội ngũ giáo viên giỏi, uy tín đã giúp hàng ngàn học sinh đạt mục tiêu đại học top đầu. Lộ trình săn, học là giỏi, thi là đỗ, ít nhất 25 điểm. Chúc 2K5 luôn học tập thật tốt và đạt được mục tiêu. Xin chào các em!